Trời ơi. Uống nhiều quá trời luôn. Cho em coi nha. Nhưng mà cái này là đang tươi đúng không? Đúng rồi. Đang tươi. Nó móc là nhiều dữ đúng hơn. Nhiều quá. Ta trong giường. Dạ. Phan anh học để chồng cho. Lên khói quá. Trụng trước xong rồi mình mới cái rồi. Gì mình chua trụng, hả trụng xong rồi ngâm 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 cho nó ra nước mủ à. Ủa nhiều lắm luôn á. Ủa quá trời nhiều luôn á, lần đầu tiên thấy không mất nhiều gì luôn á. Trời ơi. Ủa cái này là người ta giao lại hay là sao anh? Cái này mình mua mình lấy vườn, lấy vườn, vườn ở vườn ta trồng á, người ta bẻ là bao nhiêu mình lấy bao nhiêu. Cái này là luộc bao nhiêu phút nó mới đủ của nó? Không không có canh theo thời gian được. Mình canh theo nhiệt độ của nước thôi. Nhiệt độ nó nóng thì mình lấy ra nhanh, còn nước mà nó nguội thì mình để lâu một chút. Nói chung là quá trình trụng này là làm kinh nghiệm thôi. Rồi xong rồi để nguội, xong rồi để nguội mới bắp chua hay là sao? Xong rồi mình muối chua, mình đem muối nữa. Muối là bên cái này đúng không? À em đã hiểu rồi. Ồ. Phải nhiều công đoạn chứ. Đúng rồi, nhiều công đoạn. Trời ơi, lần đầu tiên em thấy con nó bán mà em tưởng đâu là ít ít thôi đó, mà không ngờ là nhiều như vậy luôn á. Rất là nhiều. Mấy cái này là bên đây là rửa xong rồi mới qua cho trụng. Không, mình trụng xong rồi mình trụng rồi mới rửa bằng mấy cái thau đây, xong rồi bỏ dưới ngâm. Ngâm nước lạnh nó cho nó ra mủ. À, rồi hiểu rồi. Ủa nhiều công đoạn vậy. Xong rồi qua đây. Đúng rồi, xong rồi mới ngâm qua đây. Đúng rồi, xả nước nóng rửa luôn. Xả nước nóng rửa xong rồi qua bên bên đó để ngâm xả mủ. Xả mủ. Rồi xong rồi mới đem đi. À rồi em hiểu rồi. Quy trình nó đi là vậy á. Còn trụng này là tùy rau nữa. Tùy rau, dạ. Tùy rau, tùy nhiệt độ nước. À, là qua bên đây. Ồ. Ui, chỉ chất cực chứ, chứ đâu phải là đúng một rồi. Hai công đoạn đâu. Đúng rồi, cực lắm. Trời, cực nha, chứ nhiều công đoạn chứ nó phải ít. Cặp quyền nha. Bí quyết luôn á. Nhưng mà cái gì ta ốp chua là mình để được bao nhiêu ngày thì mình mới ý là mình để được bao nhiêu ngày thì mình dùng á anh? À, là cái thời hạn bao lâu á là mình để được bao lâu? Mình muối. Thời gian mình muối là bao lâu? Mình muối là khoảng 3 ngày, 3 ngày, 4 ngày là ăn được. Còn sử dụng? Còn sử dụng thì nó tùy à. Nếu mà để tủ lạnh thì là nó lâu hơn đúng không? Ok. Dạ. Để được 5 tháng luôn. Tại vì nó đã nằm trong nước muối á, nước muối nó đã bảo quản nó rồi. Em thấy trên mạng làm nhiều món mà quá trời món luôn á. Cái này làm được nhiều món lắm. Nhưng mà bây giờ cái này cũng hiếm. Đúng rồi. Ở dưới miền Tây là không thấy nha. Còn món nhanh gọn lẹ là trộn dày xong rồi nấu lẩu gà. Lẩu gà. Không có, không. Ở trong nhà mẹ nó ra khép cửa đó. Một ngày là bán được bao nhiêu anh? Bán được bao nhiêu ký? Cũng tùy theo chợ kìa. Nhưng mà ý là ngày nào cũng có làm số lượng y bon như vậy luôn? Không, số lượng thì do ở dưới vườn vườn rau mẻ đưa lên. À tùy theo bên đó mình, đúng không? Đúng rồi, mình lấy là y như là mình bao vườn rau đi. Một ngày số lượng nó bẻ nó hái rau lên được trăm ký đi, mình sẽ lấy hết trăm, còn hơn trăm mình quái. Nó tùy cái sản bao nhiêu là mình lấy hết. Đúng rồi. À. Đó bây giờ là mới để cho nó nguội đúng không? Wow, trời ơi, em tưởng đâu nó làm ít lắm mà nhìn nó hoành tráng như vậy luôn á.
tại vì nó đem lên lớp á cho mọi người ăn thử á. Ủa cái này là hoành tráng lắm luôn á. Có bữa thì tại vườn mấy nhiều vườn ấy, cho có bữa mà tất cả các vườn nó cùng bẻ một vườn á. Dạ. Yeah. Thì nó số lượng nó nhiều lắm, mấy trăm ký á. Một hồi anh cho em coi cái nào mà cái gì muối chua rồi á. Rồi em thấy trên mạng là làm nhiều món lắm luôn á. Người ta làm là sạch sẵn như vậy luôn anh. Bây là cái đuôi cái gì gọi là gì ta rễ là người ta đã làm hết sạch cho mình là nguyên một bên như vậy luôn. Nó y vậy nè, mà bẻ lên là nó y nguyên vậy luôn. Ừ. Ta vô qua không ta xếp. Người ta đi vô qua xếp gọn hết. Đó, người ta xếp gọn gàng vậy luôn. Ừ. Rồi làm cực chứ chứ đâu phải là nhàn đâu. Đúng rồi, nó cực nhất là cái con này nè. Ừ. Con rụng này nè. Nhiều. Bữa nay là gần một mình nhiều nãy nó bao nhiêu 100 ký hả? Hơn 100 ký. Chứ bình thường là bao nhiêu? Bình là cứ một ngày là tầm 100 từ 150 tới 100 á. À, vì bữa nay là ít rồi đúng không? Wow. Tại vì nó qua cũng có mấy vườn rau bẻ rồi. Tại vì qua bẻ là cũng có ngày để rau nó lên nữa chứ không phải là bẻ liên tục. Ồ. Wow. Giờ cho em qua cái công đoạn coi ướp chua được không? Công đoạn ghê luôn á. Bây giờ mới thấy cái sự hoành tráng luôn á. 3-4 công đoạn luôn á anh. Hôm nay rau về trễ quá, làm tới giờ chưa xong. Ồ. Thường thường là nó ra buổi sáng anh. Buổi trưa. Buổi sáng người ta bẻ cho tới trưa. Ủa nhưng mà sao mà nó có nhiều dữ mà nó để giao cho mình ta? Người ta trồng cái vườn ấy, như cái vườn rau mà người ta trồng cái loại rau sống này vậy đó. Ồ. Mà này nó trồng ở dưới nước. Giống rau nhút vậy đúng không? Đúng rồi. À. Giống rau nhút giống xào nèo á. À rồi. Người ta trồng ở những cái luống nước đó, xong rồi xuống dưới bẻ. Ừ. À đây. Bà phải thông cảm cho Ngọc Hoa. Dạ. Nó đi học xa lắm. Dạ. Đi từ đây đến trường xa lắm. Dạ. Người ta đang giới thiệu luôn, anh bớt đi. Ừ. Chút tâm sự sao? Ê, tao chú đều view rồi chú bán đất Sài Gòn nha. Trời ơi, sắp nói tiếng tới rồi. Quá trời luôn, nhiều công đoạn lắm luôn đó nghe em Phượng. Đúng đấy. Ồ. Một ngày là 150 ký. Wow. Đó, em nói mà em mất hồn luôn á. Cứ nhờ. Ủa cái này mà nấu canh chua chắc ngon lắm không anh? Đúng rồi. Nấu canh chua nữa. Ơi, mày nấu vừa vừa thôi nha Tho. Không có ai ăn nữa đâu Tho. Chủ yếu là ngồi vui vui thôi. Nhưng mà cái này là không có để luộc mà cái kiểu mà trụng là không có rụt quá đúng không anh? Đúng rồi. À, chín quá rào chín quá không được. Rào nó mềm nó không có giòn. Với cái màu nó không có đẹp.
sau khi thành phẩm á, cái màu nó không có đẹp. Nó từng, nó là lá gò nhút nhờ. U cái này mà nếu mà bây giờ trộn xong bây giờ mà đem lên làm bắp gỏi chắc cũng ngon lắm đúng không? Đúng rồi. Cái này mà bắp gỏi. Bắp gỏi, gỏi gà hả? Không, gỏi gà thì để rau chua. Còn rau tươi này là bớt với tép mỡ. Ồ. Rau tươi bớt với tép mỡ, đậu phộng. Lấy tép mỡ đi tâm ơi lộn. Thôi. Rau mớp, bớt tép mỡ. Trời ơi, công đậu quá trời nhiều luôn á. Em tưởng đâu là đơn giản lắm cái nhà. 4-5 bước mới qua được một cái bước hàng phẩm. Rất là nhiều bước nãy giờ luôn á. Chế biến ra một cái nó còn thế đâu. Đó. Này là chưa đâu, chưa xong gì hết á. Đâu anh cho em coi cái mà hàng phẩm rồi anh ấy. Cái mà bắp chua rồi á. Cái gì cái nào ta? À, trong cái bó kia là chưa đúng không? Đúng rồi, chưa. Chưa đúng không? Cái nào có cái nào nguyên không? Có cái nào cho em lật lên em coi cái coi coi. À. À, ép giống như muối muối hả? Đúng rồi. À. Wow. Là chuối ở trên. Không, cái này ép để nó đỡ bị mốc á. Wow. Wow. Cái này là 3 ngày, đúng 3 ngày, đúng 3 ngày. Gì đó hả? Wow. Ồ. Đơn nha. Đơn có ngay. Được, ok nha. Ủa sao phải là lá chuối để lên trên anh? Ép bị giặt á. Ồ. Cái này là mấy ngày rồi anh ấy? Có 2 ngày rồi. 2 ngày là ngày mai mới được đúng không? Wow. Ok. Dạ. Yeah. Đó là vấn đề đấy, thấy không? Đây mới là công đoạn cuối cùng á. Rồi, cảm ơn anh. Và đây là bọc mớp chua đã được ngâm chua nha các bạn. Và đã được bạn Kim Tho gửi từ Củ Chi về cho mình. Và bây giờ là mình sẽ thực hiện chế biến và ăn thử xem nó có ngon đúng như cái lời đồn mà một ngày bán 150kg của bạn Kim Tho không. Đây, và đầu tiên là mình phải đi bóp và đi rửa sạch cái bọc mớp chua đã được ngâm chua này nha các bạn. Đó. Xin chào cả nhà. Thì cái phần mà mớp chua mình đã đem đi rửa lại nước và mình đã trộn tỏi, ớt, đường rồi nha các bạn. Thì cũng như là vài phút trước thì mình có nói á, là cái món mớp chua này á, là làm ra được rất là nhiều món luôn nha. Nào là các bạn có thể là nấu canh chua, các bạn có thể là xào với tỏi, xào tỏi, xào tép mỡ, xào thịt bò, xào thịt heo, các bạn có thể làm rau ăn lẩu, nhúng lẩu, chấm cá kho, vân vân, rất là nhiều món luôn. Và mình nói mấy cái clip mà lúc đầu á, ở trong cái video này á, là mình chưa nói cái địa chỉ của cái nhà mà làm cái bạn của mình làm cái món mớp chua này nha. Và địa chỉ thì mình sẽ để ở dưới cái video này và số điện thoại của các bạn đó. Các bạn có thể là mua sỉ hoặc lẻ, giá thì như là tầm 45 hay 50 phải gì đó, mình không biết nữa, tùy theo sỉ và lẻ nha. Một ngày là bạn đó là bán được tới 150kg lần các bạn. Và nhà bạn đó là ở Củ Chi. Thì các bạn có thể liên hệ vào số điện thoại và cái địa chỉ thì mình sẽ để trên cái màn hình cho các bạn rõ hơn nha. Thì mình cũng không nhớ là địa chỉ và số điện thoại của bạn đó. Bạn đó tên Thoa. Thì bây giờ là bạn đó đã cho mình một phần để đem về. Và gà này là gà mà bữa hổm cách đây 2 hôm là mình đã làm gà ủ muối á, bây giờ là còn dư. Thì mình sẽ lấy ra mình sẽ ăn kèm với cái này nha. Để coi cái hương vị của cái mốc chua này nó ra sao nha các bạn. Đây. Rất là ngon. Đó. Mình sẽ ăn một miếng gà trước đi. Rồi mình sẽ chấm. Ăn kèm với mốc chua nè. Sao ta? Mức chua này á rất là giòn luôn các bạn à. Ăn mà kiểu mà nó nghe các bạn nghe không? Sực 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 á. Mà cái kiểu là mọng nước ăn giống thật là rau cần vậy các bạn, nhưng mà rất là ngon luôn. Công nhận mà mình bớt tỏi ớt thôi là đã ngon như vậy rồi.
huống chi là các bạn chế biến nhiều món khác nữa thì rồi nó ngon cỡ nào. Mà cái bắp chua này nha, thì mình thấy á là bây giờ là cũng rất là ít luôn á, ít chỗ nào mà có, ít chỗ nào để bán lắm. Cho nên đó, các bạn nào mà muốn ăn á, thì các bạn hãy liên hệ với Thoa, số điện thoại và địa chỉ là mình đã để trên cái video này của mình rồi nha các bạn. Thật sự các bạn thấy không, rất là ngon. Ui, mình nghiền món này quá ta. Ăn chung với gà, gà ủ muối là đúng đỉnh luôn đó các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Lần đầu tiên mà mình thấy một cái loại rau mà rất là lạ luôn á, mà mình thấy cái những cái loại rau này là mọc ở Đông Nam Bộ là nhiều, nhưng mà mình đã ở trên Sài Gòn nhiều năm rồi, lần đầu tiên là mình mới thấy loại rau này luôn. Lần đầu tiên mình bước vô nhà xong rồi nói là bán 1.150 kg, có bao nhiêu số lượng bao nhiêu thì cứ nhập về cho các bạn, nói là bạn nó sẽ bán hết. Mình hấp hồn luôn, rau mà bán 1.150 kg là rất là nhiều luôn á các bạn. Mà công nhận, mình tưởng nó chỉ là ra một cái loại rau rất là bình thường hay nhạt, khi mình ăn vô cái kiểu mà nó mọng mọng nước, ăn rất là ngon luôn nha. Tuyệt vời. Càng ăn càng cuốn, cuốn cái loại rau này luôn đó các bạn, rau mớp nha các bạn. Rất là ngon. Dầu muối này giờ bỏ tủ lạnh vô nè, xong mày lấy ra ăn đó, nó kiểu nó giòn giòn, ăn ngon ghê. Một con gà ăn được cả tháng, húng bỏ chút thời gian thôi mà các bạn ăn thoải mái, vừa sạch sẽ vừa an toàn, mà đặc biệt là ăn chung với rau mớp là còn gì là hết sảy nữa các bạn, đúng bài luôn rồi. Đó. Nó giòn khấu mà. Mất ngon quá. Cái món này là món đơn giản nhất mà mình làm luôn á, là chỉ là bắp với tỏi ớt thôi với đường là xong rồi đó các bạn, mà nó đã ngon vậy à. Còn cái này mà xào thịt bò ha, chắc là ngon lắm. Hay là xào, mình nghe về dưới mình nghe nói á, là xào với ít mỡ ăn là quá cháy luôn. Các bạn mà mua số lượng lớn các bạn liên hệ với Thoa nha, bán sỉ và lẻ luôn á. Các bạn muốn có mở chi nhánh bán về cái loại rau mớp này nào cũng được nữa các bạn. Bán rất là đắt luôn. Tuyệt vời rau mớp. Gà này ngon hơn là nhờ có rau mớp đó nha. Các bạn này mà chưa từng được ăn rau mớp, đó là một điều sai lầm cho các bạn nha. Các bạn phải ăn thử trong một lần trong đời để biết về cái loại rau này, nó rất là ngon. Mình sẽ tiếp tục ăn rau mớp ngon quá. Mình sẽ xin kết thúc video tại đây nha. Các bạn hãy đón xem những cái video lần sau của mình. Các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh Công Philip Bio cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Xin chào.